Rồi, chào các bạn nha, mình vẫn đang ở Biên Hòa. Mình đi di tích lịch sử thành Biên Hòa. Đó, thành cổ Biên Hòa. Thành cổ này ngày xưa nó lớn lắm mấy bạn. Nó rộng tới 18 hectare đó. Nhưng bây giờ thì nó chỉ còn lại khoảng 1 hectare thôi. Ngày xưa được đắp bằng đất chứ các thứ. Bây giờ thì nó hiện đại rồi. Đây này, ví dụ như cái cột này này, xây hoàn toàn bằng đá ong nha các bạn. Đây này, đá ong này, đó. Đấy, xây lại rồi. Cái tòa nhà này sau giải phóng thì công an của tỉnh, của thành phố xây để sử dụng đây này. Nhưng bây giờ thì nó thuộc vào cái đất của di tích lịch sử, đâm ra là cái tòa nhà này cũng sắp bị đập đi nha các bạn. Này, tòa nhà này, cái nhà này. Ví dụ như biển, các bạn hứa biển báo, biển quảng cáo này, làm việc các bạn hứa là đây này, bỏ không rồi, sắp bị đập rồi các bạn. Đây này, đó, mình mới biết cái thông tin này. Tạm thời đây nó thành những cái phòng quản lý di tích, phòng mượn sách, phòng trưng bày các bạn hứa, nhưng mà tương lai là nó sẽ đập cái tòa nhà đi để nguyên trạng cái thành cổ. Đây, đầu tiên mình sẽ đọc cái bảng về khu di tích này nhá. Đây, di tích lịch sử thành cổ Biên Hòa, thành cổ Biên Hòa, thành Cựu, thành Kèn, thành Xăng Đá. Đấy là những cái tên từ ngày xưa các bạn. Xưa tọa lạc tại huyện Phước Chánh, tỉnh Biên Hòa, nay là phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Năm 2008, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành quyết định số 876, quyết định Ủy ban Nhân dân công nhận thành cổ Biên Hòa là di tích lịch sử cấp tỉnh. Và năm 2013, thì Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành quyết định số 3995, công nhận thành cổ Biên Hòa là di tích lịch sử cấp quốc gia. Theo các tài liệu ghi lại như Đại Nam Nhất Thống Chí, Gia Định Thành Thống Chí, Minh Mạng Chính Yếu, có thể xác định thành cổ Biên Hòa được người dân xây dựng vào đầu thời Nguyễn. Đến năm 1834, vua Minh Mạng thứ 15 cho đắp lại bằng đất theo hình cánh cung, bốn mặt thành đều dài 70 trượng, cao 4 thước 3 tấc, dày 1 trượng, mở 4 cửa hào rộng 2 trượng, sâu 6 thước, đặt chu vi dài 388 trượng, cao 8 thước 5 tấc, dày 1 trượng, hào rộng 4 trượng, sâu 4 thước, dựng 2 kỳ đài, mở 4 cửa và cầu đá qua hào làm lối ra vào, tức chu vi thành tới 1.654,12 m, tường thành cao 3,604 m, dày 4,24 m, hào rộng 16,96 m, sâu 2,544 m, với diện tích khuôn viên tính cả hào nước xung quanh tới hơn 18 ha và được đổi tên là thành Biên Hòa. Thành Biên Hòa xây dựng ngoài chức năng là một trung tâm hoạt động nhiều mặt của xã hội, còn trở thành là căn cứ quân sự, phòng ngự phản công địch của quan quân nhà Nguyễn ở địa phương lúc bấy giờ. Năm 1861, thực dân Pháp đánh chiếm Biên Hòa, chúng nhận thấy thành Biên Hòa là một căn cứ quân sự quan trọng, là bàn đạp để chiếm Biên Hòa và các tỉnh lân cận. Do đó, thực dân Pháp đã tập trung binh lực hùng hậu để thôn tính tòa thành này. Tháng 12 năm 1861, liên quân Pháp, Tây Ban Nha cho đại bác từ các chiến hạm trên sông Đồng Nai, đồng loạt nã đạn vào thành Biên Hòa. Quân triều đình và nghĩa quân Biên Hòa đã anh dũng đánh trả quyết liệt để giữ thành. Do tương quan lực lượng và vũ khí, sau 3 đợt tấn công liên tiếp của kẻ địch, quân ta phải rút khỏi thành Biên Hòa để bảo đảm lực lượng. Sau khi chiếm thành Biên Hòa, thực dân Pháp đã bắt tay vào việc cải tạo, thu hẹp diện tích thành còn lại 1/8 so với trước kia, xây dựng các cơ sở an ninh quân sự bên trong và bên ngoài thành, doanh trại, nhà trường, sở an ninh quân đội, bãi tập, bãi bắn, phòng giam và phòng làm việc, bố trí các sĩ quan cao cấp, binh lính của địch vào trấn giữ, bảo vệ, làm việc trong suốt thời gian cai trị, và gọi tên là thành Xăng Đá, Son Đa.
nhân dân địa phương gọi là Thanh Ken. Đến giai đoạn đế quốc Mỹ đánh chiếm Biên Hòa 1954-1975, thành không có nhiều thay đổi về diện mạo. Chúng sử dụng lại toàn bộ các công trình do thực dân Pháp để lại, chia thành cổ Biên Hòa thành hai khu vực Tây Bắc và Đông Nam. Khu vực Tây Bắc của thành Biên Hòa là nơi làm việc của phòng nhì, bưu chính. Lầu trệt của ngôi biệt thự được sử dụng để giam giữ khảo tra các chiến sĩ cách mạng. Khu vực Đông Nam của thành là nơi làm việc của Sở An ninh Quân đội Mỹ ngụy. Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng năm 1975, chính quyền cách mạng địa phương tiếp quản và giao cho ngành hậu cần công an tỉnh quản lý và sử dụng. Năm 2008, công an hậu cần bàn giao lại cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai quản lý. Di tích thành cổ Biên Hòa năm 2009, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao cho Ban quản lý di tích tỉnh quản lý. Đến cuối năm 2019 thì giao cho Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa trực tiếp quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di tích cho đến nay. Thành cổ Biên Hòa là di tích có giá trị nhiều mặt, công trình kiến trúc quân sự đặc biệt và trung tâm có vị trí chiến lược của vùng Đông Nam Bộ trong chính sách trị an của nhà Nguyễn, phía Nam của Tổ quốc, phản ánh kỹ thuật xây dựng khoa học kiên cố, đặc sắc sự am hiểu của thuật phong thủy theo cách nhìn đại chính trị của người xưa. Đây cũng là một công trình thành quách duy nhất còn lại đến ngày nay ở khu vực Đông Nam Bộ. Trải qua những thăng trầm của lịch sử, thành cổ Biên Hòa vẫn mãi là biểu tượng cao đẹp của quân và dân Biên Hòa, Đồng Nai trong suốt chiều dài lịch sử, biểu tượng về tinh thần đoàn kết, một lòng chung sức bảo vệ đất nước. Thành cổ Biên Hòa mãi là di sản vô giá của các thế hệ đi trước để lại cho thế hệ mai sau. Thành cổ Biên Hòa. Bây giờ mình sẽ đi vòng quanh một vòng thành cổ nhá. Đây là phía đông bắc của thành, có một tòa nhà gọi là biệt thự cổ ngày xưa Mỹ hay là Pháp xây ấy. Đấy. Đây là khi mà Pháp nó chiếm là nó thu gọn lại chỉ còn một phần 8 cái diện tích của ngày xưa nhá các bạn. Đây này, nó xây lại bằng đá ong dày lắm. Đó, đây này. Mình chút mình sẽ đi ra đây này, ví dụ như cái này này. Đây. Em chào chị. Đây, ví dụ như thế này. Đây này. Đó. Tường đây, cái độ dày của bức tường đây mình sẽ cho các bạn xem. Đây, xây bằng đá ong này các bạn. Đó, đá ong à. Đó. Đá ong. Đây là cổng này, cổng. Cổng ra vào thành ấy, cổng chắc nhỏ dạng như cổng phụ thôi. Đây, độ dày của nó này 1 2 3 4 chắc là mình nghĩ nó cũng rơi vào khoảng gần 1 mét. Đó. Đây là kiểu như là bốt canh ấy các bạn. Con lính nó ngồi chơi này nó canh. Đó, đây là bốt canh. Đó. Còn đây là các bạn biết đây là gì không? Đây gọi là lỗ châu mai. Đó. Đây. Đó. Ngồi ở trong này canh nếu mà có địch ở bên ngoài thò súng ra bắn. Đó, đây gọi là lỗ châu mai đấy. Việt Nam mình có một anh hùng dân tộc cái gì đấy lấy thân mình lấp lỗ châu mai đấy. Chính là lấy cái thân mình để lấp cái lỗ này vào để cho địch nó không bắn được ra ngoài đấy. Để cho quân của mình tiến công. Đó. Nhưng mà làm gì đấy em ơi? Con đi chơi. Dạ. Cô làm gì đấy cô? Đang nhọn dẹp vật liệu. À, dọn dẹp vật liệu. Đang ấy à? Con đi quay để sửa chữa lại à? Con đi quay con chơi mà cô. Đi chơi á? Dạ. Đó. Đây. Đây là chỉ xây một cái con đường để cho khách đi tham quan thôi. Đó, cái thành cổ hiện tại bây giờ nó chỉ còn lại như này thôi nha các bạn. Khi mà Mỹ Pháp nó chiếm đánh à nó chiếm được thành rồi thì nó xây dựng lại để chủ yếu nó làm một phần để nhốt tù binh với một phần là để làm kiểu như
ở và làm việc thôi, chỉ huy thôi. Đó, chứ còn nó không còn cái tác dụng là để bảo vệ nữa, tại vì nó đã chiếm rồi thì nó cần gì phải bảo vệ nữa. Quân của mình phải rút lui hết rồi. Đây nhà vệ sinh. Đây. Một vòng. Ở đây hiện tại giờ được chắc là ban người dân đây trồng rau tăng gia sản xuất. Đấy. Ok, để bây giờ mình sẽ đi vào trong cái tòa nhà này xem có được vào không nhá. Để mình ra mình hỏi chú bảo vệ xem sao. Đây, mình mới hỏi chú thì hôm nay thứ bảy người ta đóng cửa, niêm phong cửa không được vào. Thật là tiếc. Đây là tòa nhà biệt thự cổ ngày xưa của Pháp người ta xây đấy các bạn. Người ta làm việc ở trên lầu, còn ở dưới này thì người ta làm phòng giam để giam giữ các cái chiến sĩ cộng sản của chúng ta. Đó. Pháp, Mỹ đây này. Đó. Đó. Làm thành phòng giam. Còn người nó làm việc ở trên lầu. Nhưng mà đáng tiếc là hôm nay thì không có được vô. Đây. Người ta khóa cửa hết rồi. Thật là tiếc. Mà thôi, mình sẽ đi vô trong cái phòng mà trưng bày này thì mình sẽ tìm hiểu những cái gọi là tư liệu cổ, hình ảnh cổ về cái thành này để cho các bạn hiểu rõ hơn về ngôi thành cổ này nhá. Thì, tại vì hôm nay mình đi vào ngày nghỉ lễ này, người ta nghỉ mất rồi. Chú bảo vệ, chú mới nói mình đấy. Thì mình sẽ vào đây. Chú ơi con vào đây xíu nhá. Mình vào đây mình quay những cái hình tư liệu này cho các bạn. Đây là khi mà Pháp nó chiếm đóng này, thì cái thành Biên Hòa nó thu nhỏ lại, nó là cái hình vuông nên nó là cái như hiện tại giờ các bạn đến đây này. Đây này, nó là cái hình vuông đó. Đây là bản đồ của Biên Hòa. Còn đây này, cái này là của mình xây dựng đây này, từ cái thời Vua Nguyễn đây này. Đó là cái bản đồ của cái thành đây này. Nó rộng tới 18 hecta, là nó rộng này. Đó. Còn đây là khách nước ngoài đến tham quan, nhưng mà khi mà đến lâu rồi nó xuống cấp, ví dụ như gạch nó đổ vỡ hết rồi. Đây này. Như là mái mới là đổ vỡ. Biệt thự bong chóc. Thì người ta đã xây dựng lại. Đây. Còn khảo sát của nước ngoài đến khảo sát để tôn tạo lại cái di tích này, bảo tồn cái di tích này. Đây hình chụp bên trong xuống cấp, mái ngói thủng. Tòa nhà đây là từ thời ngày xưa tổ chức hỗ trợ ở đây. Đây là cái tòa nhà nhỏ nhỏ hướng đông bắc đây. Đây thì đây cái tòa nhà nhỏ nhỏ đây, cái biệt thự nhỏ nhỏ là ở hướng đông bắc là bên này này. Đây các bạn, là cái tòa nhà này đây. Nhưng hôm nay cũng đóng cửa, mình không vào tham quan được nhá. Thôi thành thật là xin lỗi các bạn. Đây có cột cờ Việt Nam. Thì cái video về thành cổ Biên Hòa này mình xin tạm dừng ở đây nhá.
cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Mình hy vọng mọi người sẽ tiếp tục đồng hành cùng với mình trong những cái video tiếp theo. Chắc có thể vẫn sẽ là những cái video về khám phá Biên Hòa, đi chơi Biên Hòa. Một lần nữa cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Còn bây giờ thì bye bye.